Đi lên trường nữa chưa? Đó. Hôm nào nó cũng coi như là nhận xị như thế, à, bất kỳ ở đâu về nhà cái là nó quăng đồ nó đi tè ngay, à, ôm ấy chưa? À. Hôm nay không ôm. Nó vừa về đây nó ném luôn ba lô và nó nhảy vào nó tè mặt nó nghẹt lên này, chào về, nghe thằng ca sao nào? Nghe. Chào kinh ra, kinh ra. Hot girl gì? Hot girl mà cà rồng à? Hả? Ừ. Đấy, thấy không? Đi lên trên trường thì coi như cũng thế, chỉ duy nhất mình là buổi trưa coi như là tông cửa chạy ra đang ngủ, tông cửa chạy ra đi tè, xách ngược quần áo lên, nó thế đấy.